Hôm nay là Thủy chuẩn bị một cái món ăn thuần túy của người Việt Nam mình lắm, đó là gọi là bánh mì thịt ha, nhưng mà hôm nay là Thủy chuẩn bị bánh mì ăn theo kiểu Tây nhưng mà hoàn toàn là đồ của Việt Nam mình. Thì trước tiên đây là Thủy có bơ ha, dưa leo với đồ chua, hành với ngò ha, chả lụa, pate gà, bánh mì cắt lát như thế này, chuẩn bị hai cái ly nước trà dâu. Bây giờ thì chỉ chờ em gái Thủy tới thôi, thế là hai chị em hưởng thụ một buổi tối bánh mì của Việt Nam ăn kiểu Tây, đãi trong nước trà dâu đá ha. Ngon không? Ngon không? Thơm mùi lại á. Yes. Trong lấy cái miếng bánh mì giống vậy nè ha. Trát bơ vô. Trong trát pate gà vô. Ở vào một miếng chả như thế này. Miếng dưa leo như thế này. Cái lát đồ chua lên như thế này. Hành ha. Cái lá ngò là cuối cùng là mình đã có một ổ bánh mì nhỏ trong tay của mình nè, thấy không? Em thích ăn nhiều bơ chứ. Thì biết em thích qua nhà chị giúp đỡ gì thế biết không? Ăn nó là uống trà trái cây vậy.